chị đeo làm giả thôi. Thì cô nói chung là ở trên đấy cô chỉ mua thuốc viêm lợi để uống. Nó cứ dần dần dùng theo xong nó đau, viêm nó đau đến lúc nó nỏng răng rồi thì lại đi nhổ. Chào cô, chào tất cả mọi người. Nhân cái buổi ngày cuối cùng cũng được coi là một cái lễ khánh thành cái bộ răng mới cho cô Khanh đây. Ở đây cô sẽ xem nhé. Thì đây là thời điểm khi mà cô tới chúng cháu thì cô bị mất khá là nhiều răng. Cả hàm trên, đó, cả hàm dưới. Khi mà mất nhiều răng như này thì rõ ràng là các cái môi má nó cũng không được nâng đỡ tốt. Thành ra là cái thẩm mỹ nó không đạt. Ăn uống chắc là cô cũng ăn rất là kém với cái bộ răng này đúng không cô? Đó, ăn khổ lắm, cô bị mấy chục năm rồi, không phải là mới đâu. Dùng hàm giả được 15-16 năm. 15-16 năm, đúng không? Cái hàm tháo lắp như vậy thì chắc chắn là nhai nó cứ chiều chạo thôi cô nhỉ? Nhai nó cũng vẫn khó, không được về. Vâng. Gọi là lắp vào để cho trông cho nó đỡ móm. Đấy, còn thực ra ăn thì không thể như là răng thật được. Vâng, thì cô khi mà cô tới với chúng cháu thì đây chính là cái hình ảnh của cái phim X quang. Thì trên cái phim X quang này thì mình sẽ có cái nhìn rất là rõ về từng chiếc răng một, cũng như là thậm chí là nhìn được cả cái tình trạng xương hàm phía dưới. Thì toàn bộ cái vùng phía trước hàm trên này cũng mất hết này, rồi các cái phía sau đó thì các cái chân răng nó cũng bị tụt lợi rất là nhiều. Thì khi mà như thế thì chắc chắn là nó không có đảm nhận được chức năng bình thường nữa rồi, cũng mất gần hết răng đúng không ạ? Gần hết rồi, còn mấy cái. Mấy cái mà nó lại cứ mắt theo kiểu lẻ tẻ, tức là mắt kiểu xen kẽ nhau. Đúng rồi. Thành ra là trên có chỗ, ở trên có, ở dưới thì chả có. Cuối cùng nhai khó. Mất bên thì mất hết hàm dưới, bên thì mất hết hàm trên. Các cái chân răng này nó bị viêm nó cũng đau nhiều không nhỉ? Đau chứ, một năm cô phải uống thuốc mất mấy lần. Thế cô có gọi là có cái ý định đi làm răng từ cách đây lâu chưa? Định đi làm cái hàm này thì cũng được đôi ba năm nay thôi. Đôi ba năm nay có ý định thì thấy nghe người ta nói thì cũng không đi xem. Tích tiền ra để danh để quyết tâm. Vâng, cái này nó cũng là một mức gọi là chi trả lớn đấy, không phải ít. Đúng rồi. Tại vì nó là cái phương pháp gần như là tốt nhất hiện giờ mà. Giờ xem lại những cái hình ảnh này cũng xúc động cô nhỉ. Cái hàm trên và hàm dưới, đây là cái khớp của hàm trên và hàm dưới gần như là nó tạo thành một cái khoảng trống rất là lớn. Khi mà cô tới thì bọn cháu bao giờ bọn cháu phải chụp một cái phim thì trên đó mình sẽ khảo sát kỹ cái phim đó và mình lập cái kế hoạch nó mới chính xác được. Thì ở đây bọn cháu cũng có cái phim gọi là phim 3D CT, thì gần như là mình khảo sát chi tiết từng tí một, cái xương nó dày bao nhiêu, nó còn lại bao nhiêu cho mình làm việc. Đây là cái thời điểm mà khi mà cô lên ghế để chuẩn bị bước vào quá trình phẫu thuật này. Tí nữa sẽ có những cái hình ảnh mà cô sẽ chưa xem bao giờ đâu. Thì ở đây thì bọn cháu cũng đang ghi lại rất là chân thực cái quá trình mà toàn bộ quá trình mình đi lại. Thế phẫu thuật, cái này nó cũng là một cái phẫu thuật lớn chứ không phải phẫu thuật nhỏ. Đây là cái thời điểm mà khi mà mình làm hàm trên đó, của cô thì mất cả hai hàm và mình cũng phải làm lại cả trên cả dưới. Làm hàm trên trước. Các cái chân răng mà mình bị mất đi rồi thì bao giờ bọn cháu sẽ phải cũng gọi là cái nha khoa nó tiến bộ, người ta tạo ra cái chân răng rất là tốt, là nó có thể nằm trong xương hàm thay thế cho chân răng mất của mình. Nhiều người không nghĩ được cái điều, không nghĩ là nó lại gọi là thần diệu đến thế, tức là chân răng mất mà lại có chân mới thay vào. Đó, đây là cái bước mà gọi là mình rạch lợi ra để mình chuẩn bị đưa những chân răng mới vào. Bây giờ nhìn thấy mới thấy ghê.
khi làm thì chắc là cô cũng không có cảm nhận gì rõ đau không, gì đâu. Tại tiêm thuốc tây vào rồi thì không biết đau nữa. Vâng, nhưng mà đây là những cái hình ảnh rất là chân thực cái quá trình làm. Đó là cái đoạn này là đoạn mà đặt những cái chân răng vào. Đặt những cái chân răng vào. Đó, cô thấy không? Chân răng, rất là nhiều chân răng được đặt vào trong xương. Đây là hàm trên này, giờ đặt cả chân răng hàm dưới này. Chắc là đầu tiên cô xem những hình ảnh này đúng không? Đúng rồi, xem, chưa xem bao giờ. Đấy, đây là cái giai đoạn mà khi mà trồng cái chân răng vào thì bao giờ bọn cháu cũng sẽ tiến hành là lắp một cái hàm tạng trên đó. Thế cái hàm này thì nó sẽ gắn cố định trên các cái chân răng đó luôn. Mình trồng cái chân răng mà nó ổn định tốt rồi thì mình lắp cái hàm thì mình dùng luôn. Đó, bước này chính là bước mà mình cố định cái hàm. Cái này nó chỉ gần như là sau khi mà phẫu thuật 1-2 ngày cái là nó có luôn cái hàm mới thôi. Thì cái đấy là nó là một cái gọi là một cái ưu điểm của cái phương pháp này. Với cái hàm tạo này thì cô cũng cảm thấy tương đối thoải mái đúng không? Tạo là tương đối rồi. Vâng. Và mọi người bảo thôi cứ làm y như cái hàm tạo này cũng được rồi. Nhưng mà hàm tạo này thực tế là cái gọi là cái nó răng nó hơi dài. Răng nó hơi dài rồi nó hơi to, tức là cái khuôn mặt của cô thì nó hơi nhỏ. Thành ra cái răng của mình làm to quá là nó cũng bị nổi quá. Khi mình cười chú ý hết vào răng, nó không chú ý vào các cái điểm nhấn khác trên khuôn mặt nữa. Sau phẫu thuật ấy về cô có bị sưng đau mắt nhiều không? Sau phẫu thuật thì lần là hàm trên là đau hơn. Hàm trên đau hơn đúng không? Về là nó cũng không đau nhiều đâu, nhưng mà về hàm trên là được là sưng nhiều. Vâng, hàm trên thì nó dù sao nó đặt nhiều chân răng hơn. Đặt đúng nhiều rồi. Chân hơn. Đau thì nó cũng không đau mấy đâu, về là hết thuốc tê nó chỉ hơi đau nhưng vẫn chịu đựng được, không thể uống thuốc. Không phải uống thuốc làm đau đúng không? Về có uống đúng viên. Thế hàm răng nó không chỉ đảm bảo cái tính thẩm mỹ mà nó phải đảm bảo cái chức năng ăn nhai. Chức năng ăn nhai là cái nó phải ổn định. Nói chung là cái hàm răng mới này này thì nó cũng tái hiện được khoảng 90%. Nó không được 100% những cái hàm răng thật của cháu đâu. Nhưng mà dù sao thì so với phương pháp hàm tháo lắp ấy thì nó cũng cải thiện một trời một vực rồi. Đúng rồi, hàm tháo lắp nhai cũng phải gượng gượng chứ cũng không phải là thoải mái được đâu. Vâng, chưa kể những cái bất tiện là ngày nào cũng phải tháo ra. Ngày 3 lần tháo ra đánh rửa. Tháng ăn tháng xong cũng phải tháo, chưa phải tháo. Vâng, đây là hình ảnh của cái hàm tạng này cô này. Đó, hàm tạng này, thực ra thì hàm này ở phía dưới này. Phía dưới tại vì là mình mới phẫu thuật ra vậy nó còn hở cái vết thương ra. Chứ nó cũng không có kín. Do vậy mà trong cái giai đoạn hàm tạm này ăn uống bao giờ thức ăn nó cũng hơi nhét vào trên. Nhét đấy. Vâng, đấy là cái đặc điểm của nó là như vậy. Đó, hàm trên thì mình trồng những cái chân răng, những cái điểm chân răng ấy có thể nhìn thấy là đây là những cái vị trí chân răng này. Đó, thay đổi. Thay đổi rất nhiều. Tí nữa thì cháu sẽ cho cùng mọi người xem cái hàm răng chính thức ở thời điểm hiện giờ của cô xem như thế nào nhé. Vừa rồi thì tôi đã cùng các bạn xem lại cái toàn bộ quá trình đi trồng răng của cô Khanh. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem cái kết quả thực tế ở thời điểm ngày hôm nay, thì là cái thời điểm mà chúng tôi vừa hoàn thiện. Tại vì sau giai đoạn hàm tạng này bao giờ chúng tôi cũng sẽ phải bỏ cái hàm tạng, chính là cái hàm mà nó sẽ sử dụng trong khoảng 3 tháng là cái thời gian mà chân răng implant tích hợp. Sau khoảng thời gian đấy thì chúng tôi ngày hôm nay là chúng tôi vừa mới thay cho cô cái hàm chính thức. Cái màu như này là cũng vừa cô nhỉ? Vừa phải. Vâng, thường cháu làm chọn cho mọi người cái màu này, da trắng thì thường cái răng nó cũng phải gần tầm này. Cái này thiết kế rất là gọi là vừa hết cho cháu, tính là nó đủ, nó không hô quá mà nó cũng không dài quá. Cô cười tươi hết cỡ cháu xem này, cười tươi hết cỡ. So với hàm răng ngày xưa gọi là răng thật của cô ấy, thời thanh niên ấy, thì hàm răng này với hàm răng đấy, cái hàm nào đẹp hơn cô? Này tất nhiên là phải đẹp hơn rồi. Đây, cái hàm cũ mà nó cũng chắc không đều phải không cô? Hàm cũ nó cũng không đều đâu. Vâng. Hàm dưới thì nó bị một cái là kiểu nó mọc thành hai hàng. Vâng. Rất là đẹp. Cô cười tươi hết cỡ đang xem lên để cháu nhìn đấy. Đẹp. Hôm sau hôm nay về là chắc là mọi người cũng cười nhiều, và nói chung là gặp ai là cô cũng có thể tự tin cười được rồi. Bây giờ là cười là không phải che mồm nữa. Không phải che mồm. Thì anh cố không bị lo phải gọi là rơi hàm ra nữa rồi. Đó. Thì bây giờ cái hàm thì về mặt đẹp thì chắc là cũng ok, cũng ưng rồi. Nhưng mà cô sẽ thử luôn cho cháu là mình sẽ ăn thử cái gì. Sau khi mà lắp cái hàm chính thức thì mình sẽ ăn thử một ít táo. Thì cô sẽ xem là nó có vấn đề gì không. Nó có vướng cụm hay là nó kênh ở đâu không. Cháu sẽ điều chỉnh cho cô nhé. Đây, cháu mời cô. Cháu mời cô. Cô cứ thử đi.
chắc đây là với hàm chính thức đây. Vâng, đây là cái hàm chính thức này, lần đầu tiên cô ăn đúng không? Cô sẽ ăn như này nhé, cô cắn nhẹ bằng răng cửa và mình nhai đều hai bên răng hàm. Cô nhớ là phải nhai đều hai bên nhé, nhai bên trái rồi nhai bên phải. Cái hàm này đặc điểm là mình sử dụng một bên nhiều quá nó sẽ bị quá tải ở bên kia, mình lãng phí mà mình lại không có tốt nhé. Đó. Cô có thấy cái này nó nát gì không? Nát không? À. Nát đúng không? Cô nhai bên cả bên phải cho xem này. Cô có thể nhai tốc độ nhanh hơn chút cũng được, không sao cả. Hàm này thì thoải mái, tại vì cái hàm này nó bằng sứ mà. Hàm trên cô bằng sứ, cái hàm tạng của mình nó bằng nhựa thôi. Và nó cũng không có đủ răng đầy đủ nhiều. Nhưng mà cái hàm này là cái nó đủ răng hơn và nó bằng sứ, do vậy mà rất là cứng. Mình nhai thoải mái. Nhai như răng thật à? Như răng thật. Từng cái hàm tạng kia nhai chứ chưa. Nó vẫn hơi chiều chảo đúng không? Nó vẫn chiều chảo. Vâng. Trên cái hàm tạng của mình thì nó tức là nó dày hơn. Còn cái hàm này thì nó cũng gọn hơn. Do vậy đã hàm tạng với nhai vẫn khó mà. Nhai về là cô cứ nhai ở ngay cái góc này, tại vì bên trong này chưa có răng. Vâng. Mất hai cái thì làm đến đây thì cô cứ phải nhai đây, còn cái bên này nhai thì nó hơi với nó nhai nó toàn trượt. Nhưng mà hàm này thì thoải mái. Là nhai thoải mái cả hai bên. Vâng, đúng rồi, cô cứ nhai thoải mái đấy về nhà. Sau khi mà cái hàm này thì hướng dẫn sử dụng cho nó là như thế này, cô ăn uống gần như răng thật, mình cũng tránh những cái đồ gì nó cứng quá. Thứ hai là sau khi ăn xong thì mình vẫn chải răng bình thường. Vẫn đánh bình thường. Như răng thật, cứ chải cả trong cả ngoài các thứ rồi mình súc miệng mạnh, thế là thức ăn các thứ nó bay đi hết là coi như là ổn. Rồi định kỳ là khoảng 6 tháng một lần cô qua lại chỗ bọn cháu sẽ kiểm tra rồi chụp phim, rồi mình sẽ nếu mà nó có một cái gì đó nó lỗi chẳng hạn thì mình sẽ điều chỉnh luôn, không vấn đề gì cả. Thế trong cái hàm này bọn cháu sẽ bảo hành cho cô thoải mái, không có lo gì hết. Tại vì nó là gọi là phương pháp tốt nhất hiện giờ mà, nên rất là ok, tự tin là làm được cái điều đấy cho cô. Thì hôm nay cũng là cái buổi cuối cùng trong cái quá trình hoàn thiện cái bộ răng mới cho cô, thì cũng thay mặt phòng khám, thay mặt tất cả ekip, nói chung là cô cũng gặp một vài người và cũng có một vài người cô không gặp đâu, thì thay mặt tất cả mọi người là cảm ơn cô đã gọi là đã tin tưởng cũng như là đồng hành cùng bọn cháu một cái chặng đường cũng tương đối dài, tính ra là cả trên cả dưới phải gần một năm đấy, thì là đồng hành như vậy thì đã tin tưởng, đã trao cơ hội cho bọn cháu được làm việc. Thì sau buổi này thì cũng hẹn lại cô trong khoảng mấy tháng nữa thì mình thỉnh thoảng lại phải gặp nhau chứ không có là chia tay luôn. Thế cô nhé. Dạ, chào cô.